Chiều ngày 11 tháng 8, Hội đồng Tư vấn triển khai thực hiện nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, họp phiên thứ nhất. Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chủ trì. Tiến sĩ Trần Du Lịch, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tiền tệ Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn và Tiến sĩ Trương Minh Huy Vũ, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đồng chủ trì. Tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mong muốn Hội đồng Tư vấn và các thành viên trong Hội đồng ở từng lĩnh vực chuyên ngành phát huy hết trí tuệ, sáng kiến và dân chủ trong thảo luận để đề xuất kiến nghị trong quá trình thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện nghị quyết 98 mang lại hiệu quả cao nhất. Hội đồng Tư vấn không chỉ đóng góp vào quá trình triển khai thực hiện nghị quyết 98 mà còn đóng góp vào chiến lược định hướng phát triển thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là việc thí điểm những cơ chế chính sách mới để giải quyết các vấn đề thực tiễn của thành phố đặt ra. Tiến sĩ Trần Du Lịch, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn khẳng định, việc triển khai nghị quyết 98 như công cụ pháp lý tạo động lực về thể chế phát triển thành phố Hồ Chí Minh theo hướng bền vững, phù hợp với vị trí vai trò của thành phố đối với vùng Đông Nam Bộ và cả nước, theo tinh thần nghị quyết 31 của Bộ Chính trị. Trong phiên họp thứ nhất, các thành viên Hội đồng Tư vấn đã dành nhiều thời gian nêu các ý kiến đóng góp về chương trình hoạt động, các kiến nghị liên quan đến việc triển khai thực hiện nghị quyết 98, trong đó thảo luận nhận diện những thuận lợi, khó khăn và đề xuất các giải pháp, biện pháp triển khai có hiệu quả khi thực hiện nghị quyết. Các thành viên cũng đóng góp ý kiến vào nội dung nâng cao chất lượng công vụ của nền hành chính, huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và hạ tầng xã hội. Chính sách huy động các nhà đầu tư chiến lược vào các ngành lĩnh vực ưu tiên đã nêu trong nghị quyết về phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo đô thị thông minh, cơ chế phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, các cơ chế phân cấp phân quyền cho thành phố Thủ Đức.